Long mở chính chào anh em. Hôm nay cũng là ngày cuối tháng, chỉ mong bán hết showroom để có thể đi nghỉ lễ như tất cả mọi người. Sẽ lên sóng tất cả các xe đang có mặt ở đây anh em nhé. Chúng ta có một chiếc GLC 300 bản All New sản xuất 2023. Chiếc này bảo hành đến tháng 11 năm 2026 anh em nhé. Màu trắng, nội thất màu đen, lăn bánh hơn 10.000 km, có tầm tiền là khoảng hơn 2.6 tỷ. Rất nhiều những mẫu xe mới về. Chúng ta có một chiếc Porsche Macan màu xám. Chiếc này sản xuất 2023 và cũng còn bảo hành rất dài luôn. Mới lăn bánh có 13.000 km thôi. Rất mới. Nội thất của nó cũng là màu xám luôn. Chiếc này nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, một chủ từ mới và hiện tại đang có mức giá là khoảng hơn 3 tỷ rưỡi. Rất đẹp. Máy 2.0 turbo. Chiếc Porsche Macan tiếp theo là màu trắng sản xuất 2021. Chiếc này mang biển số Hà Nội, đi cũng rất là ít, 23.000 km, còn bảo hành đến tháng 5 năm 2025 luôn. Tầm tiền để sở hữu chiếc này vào khoảng hơn 2 tỷ 8 anh em nhé. Rất vừa tầm tiền luôn, biển Hà Nội. Một chiếc Cayenne mẫu mới sản xuất 2023. Chiếc này còn bảo hành cũng rất là dài, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, bản chính hãng. Chiếc này màu nâu vàng và nội thất màu đỏ. Tầm tiền để sở hữu chiếc này sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 6 tỷ anh em nhé. Cho chiếc Porsche Cayenne bản Coupe mẫu mới nhất All New. Một chiếc Land Rover bản Evoque First Edition 1. Chiếc này mới về, lăn bánh đúng 12.000 km. Màu trắng, nội thất màu đen đó, pha với lại màu ghi. Chiếc này sản xuất 19, đăng ký lần đầu là 2022. Cũng nhập khẩu nguyên chiếc Anh Quốc và hiện tại đang có mức giá vào khoảng hơn 2 tỷ 1. Chiếc này chân ga đi rất thích, rất là lanh. Cũng là dòng Land Rover nhưng mà phân khúc cao hơn. Chúng ta có một chiếc Autobio phiên bản Long Coupe, trục cơ sở dài. Chiếc này màu trắng, nội thất màu nâu. Bản này thì là bản đủ luôn. Trục cơ sở dài nó chỉ kém bản SV thôi. Hiện tại thì tầm tiền vào khoảng hơn 7 tỷ chúng ta sở hữu được. Xe một chủ từ mới, tên công ty xuất hóa đơn cao. Chiếc tiếp theo chúng ta có một cặp Bentley cực kỳ đẳng cấp. Ở Việt Nam mẫu Bentley Azure này nó mới ra và hiện tại là duy nhất trên thị trường là Thế Giới Xe Đức đang có. Xe mới 100%, màu đen Crystal, đen pha lê, sản xuất 2023 và cập bến tại Việt Nam là 2024, tầm tiền khoảng 25 tỷ đồng. Cũng là Bentayga, chúng ta có bản First Edition 1 sản xuất 2021. Những chiếc First Edition 1 chỉ còn đếm trên đầu ngón tay tại thị trường thôi. Màu nâu và màu đỏ ruby và nội thất nâu. Chiếc này đi 4.000 km và có tầm tiền là khoảng 15 tỷ đồng anh em nhé. Phía dưới cùng là một siêu phẩm mà mới về ngày hôm qua. Chúng ta có một chiếc G63 sản xuất 2019, đã lên full option là G800 Brabus, từ ngoại thất đến nội thất. Nội thất của nó thì được lên màu hơ mẹt. Chiếc này lăn bánh hơn 4.000 km. Nhưng mà đồ của nó chất lắm. Xe lên đồ cực kỳ kỹ luôn. Đó. Cực kỳ đẹp. Tầm tiền sở hữu vào khoảng hơn 8 tỷ, rẻ ngay nửa tiền so với chúng ta mua mới đập hộp và độ vào. Bộ mâm của nó cực kỳ chơi luôn. Đồ zin vẫn còn cả nhà nhé. Tầm tiền hơn 8 tỷ. Tất cả những mẫu xe của Long thì đảm bảo nguyên bản, không đâm đụng va chạm gầm nước, km zin. Anh em muốn xem mẫu nào thì qua trực tiếp hoặc gọi điện trực tiếp cho Long nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.